tú ông Lê Hoàng Long tiết lộ toàn bộ quá trình môi giới mại dâm mỹ nhân hạng A phát sốc. Lê Hoàng Long sinh năm 1991, quê thành phố Hải Phòng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội môi giới mại dâm liên quan đến đường dây mại dâm trong giới showbiz với giá lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ một lượt. Theo tìm hiểu của phóng viên, Long chưa lập gia đình cũng như chưa có tiền án tiền sự. Sau khi học xong ở Hải Phòng, đối tượng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Không lâu sau đó, Long bước chân vào con đường showbiz, làm quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý đại diện cho một vài nghệ sĩ nước ngoài khi họ hoạt động tại Việt Nam. Đối tượng này còn được biết đến là một fashionista, tín đồ thời trang khá nổi tiếng, được mời tham dự các sự kiện quảng cáo thương hiệu trong và ngoài nước. Trên trang cá nhân của đối tượng cũng thường xuyên công khai đăng tải các hình ảnh bản thân theo phong cách sang chảnh, sử dụng đồ hiệu đắt tiền và đi du lịch tại nước ngoài. Tại căn hộ hàng sang của Long còn có những chú Beer Brick, một món đồ chơi được sản xuất bởi công ty Nhật Bản Medicom Toy, được cho là rất đắt tiền. Giữa năm 2022, sau khi dịch COVID-19 tạm lắng, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm. Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự và lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án để đấu tranh. Theo tài liệu điều tra, Long hoạt động môi giới mua bán dâm trên phạm vi toàn quốc dưới hình thức qua đêm, đi tour nhiều ngày và trong tay là các cô gái bán dâm cao cấp thuộc hàng mỹ nhân. Hoạt động môi giới mua bán dâm được đối tượng khép kín và hết sức tinh vi trên nguyên tắc có sự bảo lãnh, quen biết giới thiệu và rỉ tai nhau bằng mật khẩu chứ không quảng cáo theo kiểu đại trà. Cụ thể, khi có khách đặt nhu cầu mua bán dâm, Long điều tra kỹ nhân thân của họ bằng nhiều cách như tiếp cận qua những mối quan hệ trong showbiz để đảm bảo an toàn. Sau đó, Long gửi profile thông tin các cô gái bán dâm bằng cách tìm kiếm các đường link bài viết về họ trên mạng cho khách chọn, rồi mới bố trí thời gian để hai bên gặp nhau. Có trường hợp, đối tượng tổ chức cho khách ăn uống cùng các cô gái tại bữa tiệc có giá 10-15 triệu đồng nhằm tạo không khí nhẹ nhàng để làm quen rồi mới đi vui vẻ. Theo một cán bộ điều tra Cục Cảnh sát Hình sự, khó khăn trong công tác điều tra là các đối tượng thường vui vẻ ở các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng hạng sang và nhắm tới những khách hàng là đại gia, người chịu chi tiền. Đối tượng bán dâm thường là các người đẹp tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội, hot girl, hot TikTok với giá có thể lên đến hàng chục nghìn đô một lượt. Sau một thời gian tổ chức điều tra, cuối tháng 8 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm tại khách sạn cao cấp ở quận Nhất. Họ được Lê Hoàng Long môi giới mua bán dâm. Hai cô gái bán dâm TH và TT là celeb hạng A, diễn viên, ca sĩ, MC, từng đặt thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc và có thể nói là khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Sau khi bị bắt giữ, Long khai nhận tiền khách mua dâm chuyển, đối tượng chỉ trả hai người đẹp H và T số tiền 60 triệu đồng một người, còn lại gần 600 triệu đồng, Long hưởng chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý, đối tượng Long còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số gái bán dâm khác là người đẹp trong giới showbiz ở Việt Nam và nước ngoài. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ lời khai của Lê Hoàng Long và xử lý các đối tượng liên quan. Trong khi đó, danh tính hai người đẹp TH và TT khiến cư dân mạng tò mò. Nhiều hoa hậu, á hậu đình đám làng giải trí Việt bị réo gọi vì tên có ký tự viết tắt tương tự. Đáng nói nhất, trên mạng xã hội còn lan truyền tốc độ nhanh bức ảnh Lê Hoàng Long và hoa hậu Thùy Tiên ngồi cạnh nhau. Chính vì lý do này, hoa hậu Thùy Tiên bị gọi tên vào tin đồn tiêu cực khi chưa có bằng chứng xác thực. Ngoài Thùy Tiên, hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng cũng bị réo gọi vì có liên quan đến đường dây bán dâm 360 triệu đồng. Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên và hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng bị réo tên vào vụ ồn ào liên quan đến TT và TH. Không để người hâm mộ thêm hoang mang, phía hoa hậu Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng đã có phản hồi cụ thể trước công chúng. Theo đó, đại diện của hoa hậu Thùy Tiên cho biết đang tiến hành làm việc với luật sư để xử lý vụ việc nhằm bảo vệ uy tín và danh dự của nàng hậu. Mọi thông tin liên quan đến vấn đề này sẽ được chia sẻ với người hâm mộ sau đó. Về phía hoa hậu Nông Thúy Hằng, đích thân nàng hậu lên tiếng khẳng định ngày 25 tháng 8, tức ngày người đẹp TH bị bắt quả tang tại khách sạn ở quận Nhất, thì nàng hậu đang làm răng. Nông Thúy Hằng chia sẻ, chắc chắn không phải em, ngày 25 tháng 8 em đang đi làm răng, mấy anh chị phòng làm răng bảo chứng cho em. Ngoài ra, Nông Thúy Hằng cho biết vừa tham dự sự kiện Đại hội đoàn toàn tỉnh tại Hà Giang vào ngày 7 tháng 9. Hoa hậu các dân tộc Việt Nam nói thêm, em mới dự đại hội đoàn, tha cho em, nhưng không ai bị bắt mà có tư cách làm đại biểu danh dự của Đại hội đoàn thanh niên đâu ạ.